Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng loạt trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất phòng cháy chữa cháy nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh. NASA chuẩn bị thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh có nguy cơ đâm vào trái đất. Thưa quý vị, từ chiều nay 15 tháng 9, nhiều trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển được một năm nay, trong đó có điểm chuẩn phương thức xét tuyển điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các phương thức xét tuyển riêng. Hôm qua, các trường đại học đã bước vào ngày lọc ảo thứ ba. Từ kết quả lọc ảo toàn quốc lần cuối cùng này, các trường đại học nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm nay. Việc công bố kết quả xét tuyển đợt 1 này được hoàn tất trước 17 giờ ngày 17 tháng 9. Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến đầu giờ chiều nay, các trường đại học sẽ tải từ hệ thống tuyển sinh kết quả xử lý nguyện vọng lần 6. Theo đó, dự kiến ngay trong tối nay, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kết quả xét tuyển chính thức tất cả các phương thức. Hầu hết các trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn trong chiều nay. Riêng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17 giờ ngày 17 tháng 9 trên trang tuyển sinh của trường. Thí sinh tự tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng tuyển sinh của trường và nhận giấy báo trúng tuyển khi đến trường làm thủ tục nhập học trực tiếp. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có hơn 320.000 thí sinh không xét tuyển đại học, chiếm 1/3 số thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Con số này cao hơn nhiều so với mọi năm. Theo các chuyên gia, hiện tượng này là bình thường khi học phí đại học tăng cao và xu hướng học nghề đang dần phổ biến. Thời gian thực hành nhiều, nhanh chóng gia nhập thị trường lao động và có việc làm luôn. Đó là lý do năm nay rất nhiều em đã đăng ký nhập học cao đẳng ngay sau khi kỳ thi trung học phổ thông kết thúc. Cao đẳng thì kiểu thời gian học nhanh và kiểu là bám sát thực hành 70%, học sớm để ra ngoài em làm sớm ấy. Ký vào trường cao đẳng thương mại và du lịch ngay sau khi kỳ thi trung học phổ thông kết thúc. Bởi vì với số điểm của em thì em nghĩ là sẽ không đủ để vào đại học. Em học xong cấp 3 thì cũng nghe được mọi người tư vấn là học xong cấp 3 là có thể đi Nhật và vừa kiếm được một số vốn và giúp cho mình tiếp thu được một số kiến thức từ bên Nhật. Hiện nhu cầu về thợ lành nghề rất cao, do đó đại học không phải con đường duy nhất. Đánh giá khả quan là do cái nhận thức của xã hội đã tăng lên. Sau trung học cơ sở, hầu hết các tỉnh là 40% là sẽ vào các trường ngoài công lập hoặc vào khối nghề. Rõ ràng dù học cấp bậc nào thì tất cả mọi người đều phải bước vào thị trường lao động. Khi đó, tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá năng lực là giá trị nghề nghiệp, giá trị hành nghề chứ không phải là bằng cấp. Bên cạnh các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, karaoke, vũ trường, quán bar, thì nhà ở dạng ống kết hợp sản xuất kinh doanh chỉ có duy nhất một lối thoát nạn, luôn ẩn chứa nguy cơ hỏa hoạn. Chiều qua, đoàn công tác thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 đã kiểm tra đột xuất nhiều nhà dân trong hẻm nhỏ ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong con hẻm nhỏ sau lưng chợ Bến Thành có khoảng hơn 10 hộ dân, trong đó đa phần là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, được thiết kế dạng ống. Tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất kinh doanh mắt kính, lực lượng chức năng phát hiện dù đã trang bị đủ bình chữa cháy, tuân thủ hai lối thoát nạn, nhưng các thiết bị điện đã cũ và có dấu hiệu sử dụng quá tải. Tổ công tác đã kịp thời nhắc nhở giúp người dân khắc phục. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra đột xuất việc triển khai mô hình liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Đình Xu, quận 1. Tại đây có hơn 5 hộ sản xuất kinh doanh, trong đó đa phần kinh doanh các vật liệu dễ cháy như vải, chỉ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Người dân đã được cán bộ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn về mô hình liên gia, huấn luyện cách dùng bình chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cơ bản. Hôm qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư sân bay Long Thành cho biết, đến nay thì các nhà thầu đã hoàn thành tất cả cọc móng nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Như vậy thì gói thầu này đã vượt tiến độ gần một tháng so với kế hoạch. Hiện ACV đang chỉ đạo sát sao công tác kiểm soát chất lượng, thí nghiệm siêu âm độ đồng nhất của các cọc đã thi công, đồng thời triển khai thí nghiệm nén các loại. Các đơn vị phải đảm bảo 100% số lượng cọc đều được đặt ống siêu âm để kiểm tra chất lượng thi công. Nhà ga hành khách sân bay Long Thành có 1.445 cọc móng. Gói thầu này được khởi công vào cuối tháng 6 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2022. Việc sớm hoàn thành cọc móng nhà ga sân bay Long Thành có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để ACV khởi công phần thân nhà ga vào tháng 10 năm nay. Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành gỗ liên tục đối mặt với nhiều khó khăn.
Trong khi giá nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển tăng mạnh thì đầu ra lại giảm do một số đối tác thị trường chính thắt chặt chi tiêu vì lạm phát. Tình trạng đơn hàng sụt giảm liên tiếp được dự đoán sẽ còn kéo dài cho đến hết năm sau, gây không ít áp lực cho các doanh nghiệp ngành gỗ. Mỗi tháng, doanh nghiệp này xuất khẩu khoảng 1 triệu đô la Mỹ sản phẩm từ gỗ, trong đó trên 90% là sang thị trường Mỹ. Thế nhưng từ tháng 6 đến nay, kinh tế Mỹ gặp nhiều biến động, đơn hàng từ Mỹ giảm đến mức báo động. Cái sản lượng đặt hàng của Mỹ và châu Âu phải nói là giảm rất là lớn, 30-40%. Đối với công ty Anh Khoa thì nó cũng giảm khoảng 20%. Đối mặt nguy cơ, các doanh nghiệp phải lập tức đưa ra giải pháp khắc phục. Ví dụ như là các cái thị trường châu Á, có thể là dung lượng thị trường nó nhỏ nhưng mà đặt hàng khá bền vững, chúng ta thấy thường là ít khi có khủng hoảng. Các cái thị trường mới như là Úc, Canada là những cái thị trường rất tiềm năng, hoặc là những cái thị trường có thể là còn rất là xa lạ với doanh nghiệp Việt Nam, ví dụ như Trung Đông. 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt trên 11 tỷ đô la, vẫn tăng khoảng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với dấu hiệu giảm tốc từ thị trường thì ngành gỗ đang rất lo ngại cho mục tiêu 16,5 tỷ đô la. Các doanh nghiệp mong muốn các chính sách về tín dụng giãn nợ, gia hạn các khoản vay, cho vay tồn kho sẽ được nới lỏng để họ trụ vững qua giai đoạn này. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, tai nạn liên hoàn giữa ô tô và hai xe máy khiến hai người thương vong. Truy tìm người phụ nữ trộm 4 chiếc điện thoại ở quận Tân Phú. Cũng tại Bình Dương vào tối qua, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một ô tô và hai xe máy đã xảy ra tại thị xã Tân Nguyên, khiến hai người thương vong. Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút, một chiếc ô tô 4 chỗ chạy trên đường Tô Vĩnh Diện hướng từ cầu Khánh Vân về chợ Tân Phước Khánh. Khi chiếc ô tô đến trước văn phòng khu phố Khánh Lộc thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 89B193283 do một nam thanh niên cầm lái chạy hướng ngược lại. Sau va chạm, nam thanh niên và chiếc xe máy lao về phía trước và tiếp vào xe máy biển số 61E171537 do một thanh niên khác cầm lái. Va chạm liên hoàn làm cho hai chiếc xe máy bể nát, chiếc ô tô chảy xước phần đầu. Nam thanh niên đi xe biển số 89B1 tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định tên Nguyễn Xuân Tuấn, sinh năm 2001, quê Hưng Yên. Nam thanh niên còn lại bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Công an thị xã Tân Uyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cho biết đang điều tra vụ một người phụ nữ thực hiện hành vi trộm 4 chiếc điện thoại tại một cửa hàng trên địa bàn. Đáng nói là thủ đoạn trộm cắp của người này rất chuyên nghiệp. Cửa hàng bán điện thoại nằm trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh. Theo chủ tiệm, khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 9, có một người phụ nữ tóc ngắn trên người có hình xăm chạy xe máy đến cửa tiệm của anh yêu cầu sửa đuôi sạc điện thoại và dán kính cường lực. Trong lúc chủ tiệm vào trong sửa điện thoại, người phụ nữ đã mở cửa tủ trưng bày lấy 2 chiếc điện thoại. Khoảng 1 phút sau, người này tiếp tục lấy thêm 2 chiếc điện thoại nữa, rồi giả bộ tính tiền sửa điện thoại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ hành vi trộm cắp đã được camera an ninh ghi lại. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, chủ tiệm mới phát hiện tài sản của mình bị mất. Tổng giá trị của 4 chiếc điện thoại là gần 26 triệu đồng. Hôm qua, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh xông hơi xoa bóp trên địa bàn, bắt quả tang hai nữ tiếp viên massage kích dục cho khách. Cơ sở xông hơi xoa bóp Vọng Cát nằm ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, do Hoa Thị Bảo Trân, 44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh làm quản lý. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức phục vụ massage kích dục cho khách với giá 750.000 đồng một lượt. Trong đó các tiếp viên được nhận 500.000 đồng, còn Trân lấy 250.000 đồng. Tổ công tác đã thu giữ tang vật là sổ ghi chép thu chi hàng ngày của cơ sở xông hơi massage và đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phát hiện 2 vụ khai thác cát trái phép. Hai đối tượng liên quan có hành vi chống người thi hành công vụ khi bị phát hiện cũng bị tạm giữ để điều tra. Vào khoảng 2 giờ sáng hôm qua, trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã An Phong, huyện Thanh Bình, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Dương Tuấn Thanh, 18 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thanh Tâm, 25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, sử dụng phương tiện ghe gỗ có trọng tải khoảng 60 tấn đang khai thác cát sông trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng dùng 2 vòi nước xịt vào lực lượng đang thi hành công vụ nhưng bất thành. Khoảng 1 giờ sau đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện một ghe gỗ có trọng tải 25 tấn đang khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã Tân Bình. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã điều khiển phương tiện vào bờ và bỏ chạy.
Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, công ty Trung Quốc chế tạo máy xét nghiệm PCR kích thước nhỏ. Một nghệ sĩ tại Philippines giành nhiều giải thưởng với nghệ thuật trang trí bánh kem. Thưa quý vị, chỉ còn 2 tuần nữa thì con tàu thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh Cape Dart của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ thực hiện nhiệm vụ. Sứ mệnh này sẽ đánh giá khả năng bảo vệ trái đất chống lại các tiểu hành tinh và sao chổi trong tương lai. Tàu DART được thiết kế để làm chệch hướng một tiểu hành tinh kép khỏi một vụ va chạm vào trái đất. Mục tiêu của DART trong thử nghiệm lần này là tiểu hành tinh Dimorphos. Trong ngày 27 tháng 9, con tàu sẽ thực hiện vụ va chạm có chú ý vào Dimorphos để thay đổi chuyển động của nó trong vũ trụ. Một máy ảnh sẽ được phóng từ tàu DART trước đó 10 ngày để ghi lại vụ va chạm và chuyển hình ảnh về trái đất. Ở thời điểm hiện tại, Dimorphos không phải là mối đe dọa cho trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết các tiểu hành tinh nhỏ tương tự thường rất phổ biến và vẫn cần phải được lưu tâm. Với mong muốn hỗ trợ công tác xét nghiệm COVID-19 tại sân bay trường học thuận tiện hơn, một công ty tại Thượng Hải, Trung Quốc vừa chế tạo thành công một máy xét nghiệm PCR tự động kích thước nhỏ. Chiếc máy có thể xét nghiệm 480 mẫu bệnh phẩm và cho ra kết quả sau 2 giờ đồng hồ. Chiếc máy là sản phẩm của công ty công nghệ sinh học Life River Thượng Hải và đã được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc phê duyệt sử dụng. Chiếc máy này có thể xét nghiệm 480 mẫu một lần, nó nâng cao hiệu quả xét nghiệm hiện tại và cho ra kết quả nhanh hơn. Chiếc máy chỉ nặng 45kg và nằm gọn trên mặt bàn, hiện nó là thiết bị nhỏ nhất trong số những máy xét nghiệm PCR cùng công suất. Chỉ cần một người để đưa các ống xét nghiệm vào máy và mỗi ngày nhân viên sẽ cần nạp hóa chất 4 lần. Những công đoạn còn lại hoàn toàn tự động. Do kích thước nhỏ gọn, chiếc máy này có thể được đặt tại các phòng khám, trường học, sân bay và chốt kiểm soát hải quan. Trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu, một cơ sở ở tỉnh Behara, Ai Cập đã thử nghiệm trang trại kiểu mới. Mục tiêu vẫn là trồng cây nhưng là sử dụng công nghệ tiên tiến, vật liệu tái chế và giảm thiểu phương pháp gây hại cho môi trường. Trang trại kiểu mới này tên Tulima, rộng 25.000 m², hình thức trồng trọt chủ yếu tại trang trại là thủy canh và canh tác theo chiều thẳng đứng. Tinh thần chính của trang trại là tiết kiệm nước, tài nguyên và năng lượng. Do đó, trang trại sử dụng đất làm từ mùn sơ dừa, các chậu dùng để trồng cây hay nước để canh tác cũng là từ những nguồn tái chế. Ngoài ra, trang trại còn ứng dụng một loại container đặc biệt để thay thế nhà kính truyền thống, giúp tăng sản lượng nhưng không chiếm nhiều diện tích trồng. Loại container này áp dụng kỹ thuật canh tác theo chiều thẳng đứng. Lượng nước tiêu thụ cho các cây trồng trong container cũng ít hơn phương pháp truyền thống, cỡ 20 lít một tuần. Nhờ các tấm pin mặt trời, nhiệt độ canh tác cũng được kiểm soát ổn định. Loại container này rất tiện lợi và có thể được sử dụng ở bất cứ đâu, dù là sa mạc hay nơi có tuyết. Trang trại Tulima cũng hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu đến mức tối thiểu, giúp tăng chất lượng của sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Nhờ đó, họ có thể thu hút nhiều đối tượng khách hàng hơn. Một nghệ sĩ tại tỉnh Batangas, Philippines đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong nước nhờ những chiếc bánh kem với thiết kế vô cùng đẹp mắt. Những chiếc bánh kem do anh thiết kế đạt độ chỉnh chu và cầu kỳ từ những chi tiết nhỏ nhất, nhờ đó đã mang lại cho anh nhiều giải thưởng lớn. Anh Herien Ancanado bắt đầu hứng thú với nghệ thuật trang trí bánh trong khoảng thời gian dài nghỉ dịch COVID-19. Với nhiều thời gian rảnh, anh đã có thể tập trung trau dồi kỹ năng sử dụng các dụng cụ, nguyên liệu màu trong làm bánh, kỹ năng bắt bông kem cũng như tập trung cảm hứng để sáng tạo ra những thiết kế vô cùng nghệ thuật. Để tạo nên một chiếc bánh đẹp, đòi hỏi phải có sự khéo léo cao. Những lớp kem bơ rất mềm nên việc tạo hình phải nhẹ nhàng và đòi hỏi tính kiên trì, chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Để làm nên một tác phẩm, tôi phải làm trong nhiều ngày, mỗi ngày phải dành ra ít nhất 4 tiếng. Vào năm 2020, anh Encanado đã giành được giải thưởng thiết kế bánh kem đầu tiên tại Italia. Đến tháng 8 cùng năm, anh giành được cúp ở hạng mục thiết kế bánh cưới trong cuộc thi cúp ẩm thực Philippines. Sắp tới, anh Encanado sẽ tiếp tục chinh chiến tại đấu trường Singapore. Một chú chó sống tại một thị trấn nhỏ ở Argentina đã vụt sáng trở thành ngôi sao của mạng xã hội sau khi chủ của nó đăng video quay cảnh chú chó cưng đang lái máy kéo hoặc là cưỡi ngựa. Những đoạn video khôi hài của chú chó này đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên TikTok. Hàng ngày, chú chó Preguntale tận hưởng cuộc sống điền viên, thỉnh thoảng phụ giúp chủ bằng cách lái máy kéo trên đồng ruộng. Ông chủ Diego Cuadro tỏ ra khá yên tâm với tay nghề lái xe của chú chó cưng, nên chỉ ngồi sau xe. Còn sau giờ làm việc, Preguntale giải trí bằng cách cưỡi ngựa.
Các video của tôi không phải dàn xếp gì đâu, đều chân thực cả đấy. Lúc nhìn thấy nó ngồi trên máy kéo và lưng ngựa, tôi nảy ra ý định mặc quần áo cho nó và quay phim lại. Cuadro đã phát hiện chú chó nhỏ bị bỏ rơi trên cánh đồng hồi năm 2016 và đem chú về nuôi. Khi bạn bè Cuadro hỏi anh chú chó tên gì, anh đáp, hỏi nó ấy. Kể từ ngày đó, người bạn bốn chân của Cuadro được biết đến với cái tên Preguntale, nghĩa là hỏi nó ấy trong tiếng Tây Ban Nha. Thông tin cập nhật, khuya hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng lên tại một cửa hàng kinh doanh ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Rất may cảnh sát đã có mặt dập lửa kịp thời. Theo thông tin ban đầu, gần 22 giờ khuya, lửa bùng lên từ một đại lý kinh doanh nước giải khát trên đường Tô Ký, phường Đông Hương Thuận. Do cửa hàng chứa nhiều thùng xốp nên khói bốc lên đen kịt, cao hàng chục mét. Người dân đã hỗ trợ di chuyển đồ đạc trong cửa hàng ra ngoài để tránh cháy lan. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 12 đã điều động xe chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ít phút sau, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng một số tài sản đã bị thiêu rụi, nhiều hàng hóa của cửa hàng bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.